chạy quầy nó cũng quen đó cô hả? Cô chủ làm rất là nhanh, chạy lý lìa luôn mà cô. Ủa em có rồi, em bỏ xe rồi, xong rồi. Đó, anh chị. Tôi xin biết đâu rồi, em gỏi hai cái đầu, bốn cái cánh. Không cay. Rồi. Rồi hai cục huyết không? Cháo. Riêng nha, không mua bao nhiêu cháo này 10.000 á em, bao nhiêu có vào câu là cô cắt riêng ra. Phía bên trong này cháo bỏ vô là cái này là về nhậu thôi, khổ che nha cả nhà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Một tô cháo là 20.000, tô miếng là 25.000, tô bún là 25.000. Gỏi á, gỏi cái đùi, cái đùi bao câu tập giá là chẳng là một tập lấy đâu. Đây quán cháo Việt Thanh Tiền, tại địa chỉ là 159A Nguyễn Thị Tú, khu phố 3, phường Bình Hòa B, quận Bình Tân nhé nha. Cô chặt ấm tượng nhất là cô chặt khá là nhanh, cái thức bự lắm. Từ nãy khách tới hỏi phô câu hơn nhiều quá cả nhà. Đó cô hả? Con thấy cô cắt phô câu không mà. Từ nãy khách ghiền phô câu. Phô câu vịt á thì nó mọc hơn phô câu gà nha cả nhà. Chứ một cái phô câu là bao nhiêu cô? 5.000. 5.000 cái phô câu. Từ nãy khách tới hỏi phô câu không đâu cả nhà. Lấy gấp từ gỏi vịt đi. Dạ. 80% chứ. 80 cũng được 100. Ồ, cháo, chú đem cháo ra nè. 100 nhiều hơn 80. 100 nhiều hơn 80. Đúng rồi. Đây. Rồi. Chặt đỏ chút. Quá là siêu nhanh luôn cái nhà ơi. Quá chặt là khỏi nói rồi. Cô chặt nó nhanh kinh đấy chứ. Kinh nghiệm 20 năm rồi. Cho mình cháo nha. Cháo vịt bên này nữa nha. Khách tới phô câu, mua phô câu nhiều. Hình như mình coi, hình như còn mấy cái phô câu á. Bao nhiêu? Hả? 110.000. 101 còn là 110.000 đó. 110.000 cũng đúng, 101 cũng đúng không? Lạ rồi. Đó, nước. Xanh bá lên phải mua luôn cúp đi. Dạ. Bỏ lô cho bá lên luôn cúp đi. Rồi, cô nổi tiếng lắm rồi. Cô nổi tiếng lắm rồi. Ôi dồi, cháo ở ra luôn rồi nè. Cô bây giờ là nổi tiếng cộng đồng mạng mà. Thanh Tuyền là ai không biết. Dạ, Thanh Tuyền mà ai không biết. Chặt vịt siêu nhanh, cháo ngon. Bình dân lắm đó nha. 20.000 một tô. Cho em miếng 25 em. Rồi. Nhưng một dĩa này là bao nhiêu cô? 100. 100. Rồi, dĩa 100 nè cả nhà ơi. Ôi, nó bụng quá. Dĩa nó mắm này nữa. Quá đã. Hôm nay Sài Gòn Thành Phố chia sẻ cho quý cô chú anh chị và các bạn nè, như là cuộc sống Sài Gòn TV á. Cô chặt vịt rồi, khá là siêu nhanh luôn. Lộn à. Chỉ có mình nó ăn. Ngon trăm. Ok, ok. Ok.
vịt hấp dẫn. Chập nữa mình trở về nhà mình thưởng thức nha cả nhà. Chặt quầy nó cũng quen đó cô hả? Hôm nào mình nói con gái nó ra làm, có hồi nào con gái ra phụ không? Có chứ. Dạ. Đó, nó vòng. Con gái đi chơi hả chú? Chú con gái đi chơi rồi. À, rồi. Đây là miếng nha cả nhà. Măng huyết. Ui trời ơi, hấp dẫn không? Quá hấp dẫn. Chú làm ở phía dưới á, làm ở phía dưới bắt đầu là giao lên trên. Chuẩn bị có xui bây giờ. Hai đứa con gái ra trường cái là có xui giờ. Đường phố thì cuộc sống Sài Gòn TV chia sẻ cho quý của chú anh chị và các bạn đó, cũng như là Sài Gòn xe phố chia sẻ cho quý của chú anh chị và các bạn những món ăn đường phố. Thì hôm nay ghé lại chỗ Thanh Tiền nè, ngay chỗ Thanh Tiền cũng khá là nổi tiếng nên mà quyết định là chia sẻ cho quý của chú anh chị và các bạn nha. Chúc quý của chú anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, thành công trong cuộc sống. Hẹn gặp lại quý của chú anh chị và các bạn trong các video tiếp theo của em. Bye bye.